Xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Car. Sài Gòn Car chúng em tự hào là đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng và cam kết 100% là xe không lỗi nhỏ. Bên em thì có cam kết và bảo hành bằng văn bản nhé. Nên là quý anh chị khi mà mua xe đã qua sử dụng thì hãy tin tưởng và yên tâm khi mà lựa chọn tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Car. Hôm nay thì là ngày chủ nhật cuối tuần, cho em Quỳnh xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ và đầm ấm hạnh phúc bên gia đình ạ. Mọi người mà đang rảnh không làm gì thì có thể lắng lại kênh của em Quỳnh một chút, bỏ ra một ít phút follow kênh, follow và đăng ký kênh Showroom Sài Gòn Car và theo dõi em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay nữa nha. Trong video ngày hôm nay thì chủ nhật hôm nay thì em Quỳnh chưa nhận cọc một xe nào cả, nhưng mà em về thêm một chiếc SUV cỡ lớn nha, đến từ một thương hiệu Nhật Bản này. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019, một chủ từ đầu chạy 46.000 km. Chắc là mọi người cũng đoán ra được xe nào phải không ạ? Có các đối thủ trực tiếp cạnh tranh như là Fortuner này, Ford Everest, Santa Fe hay là Isuzu MUX. Tuy nhiên thì đây là một cái hãng xe rất là nổi tiếng đấy, đã ra đời rất là lâu năm và ra rất nhiều mẫu mã từ dòng sedan này, gầm cao đô thị hay là SUV cỡ lớn, và không ngoại lệ đó chính là chiếc Nissan Terra phải không ạ? Đây, chúng ta đang ngắm qua chiếc Nissan Terra màu trắng. Nội thất là ghế da màu đen nhá. Con này đăng ký biển tỉnh Bình Dương này, chưa hề dọn. Option theo xe thì khi mà nhìn vào chúng ta đã thấy một bộ body kit rất là hầm mố bên ngoài phải không ạ? Chạy 46.000 km, lốp nguyên dàn theo xe. Chất lốp của những cái dòng SUV cỡ lớn thì chạy phải ngoài 6 vạn cơ thì mới thấy là có độ hao mòn. Còn khi mà chạy trong phố loanh quanh khoảng 4,5 vạn thì chất lốp vẫn rất là còn phải còn trên 80% nhá. Các bác có thể nhìn qua này, sơn xi thì con này rất là mọc, em mới về tại cửa hàng và có thể là quay luôn cho mọi người, chưa hề rửa. Xe thì đã được lên cam hành trình này, bộ phim cách nhiệt. Khám phá nội thất của chiếc này một chút. Với ghế da màu đen này, ở ghế lái thì có chỉnh điện, đề nổ start top này, top điện, con này chắc bản full rồi. Mới về nên là chưa bấm giá được luôn con này các bác ạ. Tại vì là khi mà phát sinh cả từ chi phí vận chuyển này, nhân công cửa hàng, hay là xem em nó có phải dọn dẹp gì không. Loanh quanh chắc là đâu đó con này cũng phải chào đến 8 đồng ấy. Hàng ghế phía sau thì rất là rộng này, tuy nhiên thì cũng chưa được trải thảm sàn. Với thiết kế nội thất là ghế da màu nâu da bò nhá, đã được bọc trần kìa. Cái chi tiết này thì em Quỳnh không thích lắm. Nhìn qua bộ bọc trần này, nhưng mà thật sự là bọc trần thì hơi bí phải không ạ? Sạch thì sạch thật, nhưng mà trông cảm giác xe nó có cái khoảng tối nhiều quá. Em sẽ quay sơ để cho các bác ngắm nhá, là xem chất xe mộc của Sài Gòn Car như thế nào. Con này thì nó có gương chỉnh điện không? Chắc là có nhỉ. Gương cặp chỉnh điện. Dòng Nissan này thì được không được đánh giá cao về nhiều option như những chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái đối thủ cực kỳ mạnh. Đấy, bởi vì thứ nhất là giá cả hợp lý hơn so với cả những cái dòng khác đến từ thương hiệu Toyota hay là Hyundai đúng không ạ? Nhưng mà bác nào mà đã từng chơi Nissan và đã từng sử dụng qua tất cả những mẫu xe đến từ thương hiệu Nissan thì có lẽ là cũng hiểu được cái độ bền, đầm và chắc của dòng này đúng không ạ? Mặc dù là doanh số cũng lẹt đẹt thôi, cũng không hiểu sao, có lẽ là do một phần là độ mạnh với thương hiệu của Toyota đã mạnh mẽ hơn. Đây, chúng ta có thể nhìn qua phần đầu nhé. Với thiết kế phần đầu thì rất là cá tính này, cái bộ body kit này này, trông xe hầm hố hơn này. Đăng kiểm thì thời hạn đăng kiểm rất là dài, còn đến tháng 7 năm 2024 cơ. Nên là bác nào mà cứ bảo là mua xe bên em Quỳnh sắp hết đăng kiểm rồi ấy, thì yên tâm đi, có xe nào mà đến đăng kiểm thời kỳ nào thì em sẽ báo luôn để cho mọi người biết nhé. Con này là lốp nguyên dàn theo xe này, chất lốp thì còn mức độ sử dụng là trên 80% nhé. Sài Gòn Car chúng em thì đây là mặt đường quốc lộ 13 này, một cái địa chỉ rất là dễ tìm. Từ ngã tư Bình Phước về Sài Gòn, hướng về Sài Gòn, đến với Sài Gòn Car chỉ có 1 km thôi ạ.
và từ bến xe miền Đông cũ đến với Sài Gòn Ca là 3 km nha. Đây là một cái vị trí địa lý rất là thuận lợi cho các tỉnh như là Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước hay là các tỉnh ở phía đông Sài Gòn ạ. Ở đây là chiếc Mazda 2 này, khách đang đến để đổi xe nhà em Quỳnh này nhưng mà không biết là có vào việc hay không. Còn Mazda này nhìn qua thì biển rất là đẹp nhá, nhưng mà để cho bên kỹ thuật thẩm định đó. Em Quỳnh sẽ báo giá nhanh trong buổi chiều chủ nhật ngày hôm nay nhá. Hiện tại thì trong này em sẵn là trên 30 đầu xe, tài chính loanh quanh từ 250 triệu cho đến 1 tỷ. Nên là các bác nào mà có nhu cầu tư vấn hay là trải nghiệm các mẫu xe thì có thể đến Sài Gòn Ca để đưa ra những cái lựa chọn đúng đắn nhất ạ. Và đứng cạnh em Quỳnh đó chính là chiếc Honda City số tự động 2016 nhá. Ở phiên bản năm 2016-17 thì chưa xuất hiện bản top, nó chỉ có AT thường thôi ạ. Và chiếc này thì chạy 58.000 km, có một số chi tiết theo xe như là cam hành trình này, độ màn này, body kit phía dưới này, đèn led này, và bọc lại bộ ghế da màu cũng rất là tươi tắn, đó chính là màu đỏ nhá. Xe thì đã đăng ký biển thành phố rồi, nên là khi mà bác nào mà khẩu ở Sài Gòn, Hà Nội thì tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà sang bên vùng biển. Ở chiếc này đang được chào bán với giá trị là 395 triệu tại Sài Gòn Ca. Các bác nào mà có trong video ngày hôm nay thì em sẽ quay sơ qua báo giá nhanh thôi. Bác nào mà muốn gửi một hình ảnh hoặc video chi tiết của một chiếc xe thì cứ để lại comment hoặc là liên hệ Zalo của em Quỳnh có ghim trên màn hình đấy, để em Quỳnh có thể hỗ trợ và tư vấn trực tiếp nhé. Đây là lại là một chiếc Vios đây này. Con này thì đây là chiếc Vios 2022. Chiều hôm qua thì đã bán được con Vios số tự động 2018 với giá trị là 415 triệu nhá. Đây hôm qua bác nào mà trượt Vios nhà em thì có thể lựa chọn sang chiếc Vios E số sàn 2021 này. Chiếc này thì chạy có 17.000 km thôi, đăng ký biển tỉnh Long An. Nước sơn là màu bạc và nội thất là ghế da màu đen nhá. Đây là form mới này, khác về đèn này, cản trước này, mâm này. Option thì không có tân tiến gì nhiều. Là một chiếc xe được mệnh danh là nghèo làm option nhất trong phân khúc. Đúng là em nó nghèo làm thật. Trong xe đến cái thời điểm năm 2022 mà năm ngoái em Quỳnh mua bản G ấy, cái màn của nó cũng chỉ là cái màn DVD thôi. Vô lăng thì không có một cái nút bấm gì cả. Được cái là về thương hiệu này, về độ giữ giá này, độ bền bỉ thì không ai có thể vượt qua được khỏi Vios. Và đây được coi là một cái chiếc cần câu câu của rất nhiều anh em chạy trong ngành kinh doanh dịch vụ phải không ạ? Và chiếc này thì đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá trị là 420 triệu nhá. 420 triệu thôi. Và bên em Quỳnh thì có hỗ trợ trả góp tất cả các dòng đời xe từ 2016 đổ lại đây. Và với giá trị xe theo mức thẩm định của ngân hàng là 350 triệu trở lên nhé. Với khoản vay tối thiểu là 180 triệu. Các bác lưu ý một số điều kiện để có thể làm trả góp ngân hàng nhé. Bên này là chiếc Kia Zondo GAT này. Zondo này thì rất nhiều bác hỏi là có máy dầu không. Thì thật sự là trước là em có đấy, thi thoảng cũng mua được con máy dầu. Nhưng mà đến thời điểm năm 2017 nhé, Kia Zondo đã ngừng sản xuất máy dầu rồi. Nên là nếu mà muốn mua đầy Zondo đầy cao thì chỉ có máy xăng thôi. Và đây là chiếc Kia Zondo 2019 phiên bản GAT. Đấy, GAT với GATH ấy, nó khác nhau ở chỗ là GATH nó có cửa sổ lốp, cửa sổ cảnh panorama ấy. Còn cái phiên bản GAT này thì không có cửa sổ trời nhá. Chiếc này thì chạy được 55.000 km này, đăng ký biển thành phố rồi, lại tiện cho các bác nào mở khẩu Sài Gòn, Hà Nội. Và đang được chào bán với giá trị là 535 triệu tại Sài Gòn Ca nhá. Chiếc này thì cũng phải xả hàng thôi. Hồi trước là chào 555 nhưng mà cái màu này nó hơi kén khách một chút. Trong này em Quỳnh lại có Mazda 2 Kia Morning số sàn 2018 này, Suzuki Ertiga 6.000 cây đi rồi. Đây, rất là đa dạng, các bác có thể thấy là Sài Gòn Ca rất là đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Đặc biệt là bên em Quỳnh rất thích buôn xe lướt và đa số các xe từ đời 2019 đổ lại đây với số km chạy ít này. Và những cái chiếc xe đời sâu ấy thì phải cực kỳ cọp thì mới được bày bán tại Sài Gòn Ca phải không ạ? Và không ngoại lệ, chiếc Suzuki Ertiga đang trước màn ảnh nhỏ chúng ta chạy có 6.000 km thôi. Xe đã qua sử dụng được 2 năm nhá. Tức là sản xuất năm 2021 đến nay là năm 2023 rồi. 2 năm sử dụng rồi nhưng mà chủ xe thì
chỉ đi có 6.000 km thôi, nên là các bác biết rằng là cái chất xe của 6.000 km nó đẹp như thế nào, và thậm chí là không khác gì một chiếc xe dắt từ trong hãng ra, phải không ạ? Có một số chi tiết trên xe vẫn còn nguyên ly lông từ trong hãng ra đấy, lốp là nguyên dàn theo xe sơ cua chưa hạ nhá. Sơn là khi mà về tất cả các chiếc xe bên Sài Gòn Ca, về đến Sài Gòn Ca thì bên em sẽ xử lý một số những cái vết xước răm ấy cần thiết, nên là sơn con này chỉ còn khoảng lại là trên 98% thôi. Lúc mua về em nó là 100% zin, nhưng mà cũng phải spa lại cho em nó đẹp đẽ để bày cửa hàng, phải không ạ? Trước này thì thế nào, trong bên này cũng không có phụ kiện theo xe nhiều các bác ơi. Cam hành trình chưa có, trải thảm sàn cũng không, nhưng bù lại là option zin của em nó đã có một chiếc màn rồi, có thể kết nối Bluetooth, AirPods, Android đây. Đấy, phục vụ nhu cầu giải trí trên các cung đường xa, phải không ạ? Với giá trị là 525 triệu nhá. Đấy, 525 triệu khi mà các bác mua xe lướt bên em Quỳnh ấy, thì đã tiết kiệm được một khoản chi phí khá là lớn so với cả xe mới trong hãng rồi. Và đặc biệt trước này chạy ít như vậy thì tại sao mà không sở hữu em nó, phải không ạ? Nhà em thì sẵn hai chiếc Ertiga nhá, nên là trước này 2021 này 525, và trước dưới kia là 2020 515 triệu. Các bác để ý một chút. Đây, chúng ta có thể một chiếc xe phân khúc hạng A, phải không ạ? Tuy nhiên thì con này là phiên bản số sàn nhé. Chị em nào mà đi thì hơi vất một chút, mà cho chị em nào mới ra nghề lái chẳng hạn, hoặc là anh em nào mà muốn đang tập lái nhỏ gọn, hay là nhu cầu, con này thì vẫn chạy Grab được các bác ạ. Bởi vì là Grab nó sẽ hỗ trợ các đời xe từ 2017 đổ lại đây. Trước này nhà em Quỳnh thì đăng ký và sản xuất năm 2018 một chủ từ đầu, chạy 6.2 này, đăng ký biển thành phố rồi đấy. Các bác có thể thấy là nhà em thì rất là ưu tiên mua biển thành phố. Thứ nhất là vì vị trí địa lý của mình đang bán tại thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh, phải không ạ? Và thứ hai là khi mà các bác khẩu ở Sài Gòn, Hà Nội, các bác có thể mua chiếc xe và bứng biển lại mới mà không hề mất thêm chi phí tiền biển, vì đó là gốc thành phố rồi. Trước này thì là bản thiếu, nhưng mà bên em Quỳnh đã lên bộ mâm cho em nó rồi, nên là cũng không khác gì là bản đủ, phải không ạ? Với mức giá là 255 triệu nhé, 255 triệu. Ghế da màu ghi này, nói chung là option trên xe thì cũng không có nhiều. Moling thì đến thời điểm năm 2021 thì mới ra những cái phiên bản mới, thì có những cái option đi theo thôi, còn lại là vẫn sử dụng màn DVD. Đây. Chị em hay hỏi là trong tầm giá 400 triệu thì bên em Quỳnh trong tầm giá dưới 400 triệu thì bên em Quỳnh có xe nào đi ngon, bổ, rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và lại đẹp không ạ? Thì đây là một ví dụ nhá. Mazda 2 phiên bản hatchback này. Đấy, thứ nhất là gọn, nhỏ, lại là phiên bản hatchback. Phiên bản hatchback thì đã đắt hơn so với cả phiên bản sedan một chút rồi. Chiếc này thì là Mazda 2 so với cả Mazda 3 kìa. Chiếc Mazda 3 nhà em Quỳnh này thì cũng khá là khác nhiều về form dáng thiết kế, tuy nhiên thì em nó vẫn sử dụng một động cơ cùng nhau nhá. Với động cơ là 1.5 này, Sky Active này rất là tiết kiệm rồi. Bác nào mà đi Mazda thì cũng biết rằng là em nó lành như nào, về căn bản nhà em Quỳnh cũng sở hữu và trải nghiệm chiếc Mazda, thậm chí là đã từng xuyên Việt bằng chiếc Mazda rồi, nên là mọi người yên tâm nhá. Đây này. Mazda thì có một cái màn rồi, nên là các bác không phải lăn tăn về là em nó sử dụng màn DVD hay màn gì, có kết nối Bluetooth, AirPods hay là các cam hành trình, cam lùi sau xe không ạ? Chiếc xe nhà em Quỳnh thì chạy được 57.000 km nhá. Ở phiên bản Mazda 2 thì không có cửa sổ lock. Trước này thì mâm thì đã dán lại, sơn lại là mâm đen và dán lại là lock đen rồi, trông rất là thể thao. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Mazda 2 với giá trị là 395 triệu nhá. 395 triệu thì đâu đó ngân hàng vẫn hỗ trợ trả góp đấy, là mọi người có thể vay trả góp được chiếc Mazda 2 này này. Trong này thì em lại có rất là nhiều, trong này thì cũng hai chiếc rồi. Cái hàng này có 4 xe này. Volvo Sport phiên bản Titanium 2021 này. Mitsubishi Atrage 2021, nhưng chiếc này nhận tọc này. Civic 2018 bản E độ full đồ. Ở bên kia xa xa là chiếc Xpander Cross 2022 là con này bán rồi. Hai con này màu trắng này đã nhận cọc rồi, nên là các bác bác nào mà mua muộn một tí thì cũng hơi tiếc, phải không ạ? Hai chiếc xe rất đẹp, thậm chí là khách của em là cọc online nhá. Ở chiếc Xpander Cross kia khách cọc online. Đây, giới thiệu chiếc Civic trước là
Civic bản E 2018 này. Đấy, quá là đẹp luôn. Em nó đứng ở trong này nên là không thể cảm nhận được cái vẻ đẹp hết về form dáng thiết kế của chiếc xe này. Nhưng mà khi mà trải nghiệm và lái em nó một mình ngoài đường thì rất là nổi bật. Thứ nhất là độ được cái bộ body kit này. Đấy, nhìn qua bên ngoài được có bộ body kit mâm này, bô on off hay là cản gió phía sau. Nên là các bác có thể nhìn qua nhé. Đấy, bên trong xe thì còn có rất nhiều điều để khám phá nữa. Và chỉ hơn 500 triệu thôi, hơn 500 triệu chúng ta đã sở hữu một chiếc xe rất là thể thao, cá tính này, và cho anh em làm mà mê tốc độ nhá. Ở chiếc này lái ngoài đường cực kỳ ngầu luôn. Ở trong cửa hàng này thì không có điều kiện để test bô, nên là em cũng không thể nổ máy được bởi vì bô nó rất là to. Còn các bác thắc mắc về cái vấn đề đăng kiểm ấy thì bên em Quỳnh sẽ bao đăng kiểm cho mọi người, vì thực sự là nó không sai về thông số kỹ thuật, đúng không? Không khác sai, không khác về dạng đèn rồi kích thước, nên là đăng kiểm bình thường. Đấy, trước này thì đăng ký biển thành phố một chủ từ đầu này, chạy 4 lạn xịn này. Xem bên trong này. So với cả các đối thủ thì Civic chỉ có một điểm trừ là không có cửa sổ lock thôi. Ở trong xe thì đã được ốp carbon này, có đèn LED nhé, có thể nổ máy nhưng không. Em có thể nổ máy thôi nhưng mà không thể đạp ga được. Em Quỳnh có video trải nghiệm trước Civic này đi quay đấy. Nên là mọi người mà muốn gửi video chi tiết thì cứ alo cho em Quỳnh để em Quỳnh có thể gửi cho mọi người nhé. Đây này, có thể kể đến một số chi tiết như là phanh tay điện tử này, cruise control này, cam 360. Cam 360 là độ nhá. Đây này. Cái này thì thật ra thì đối với cá nhân em Quỳnh không thích sử dụng cam 360 lắm. Nó hơi rối mắt nhưng mà nó cũng có một cái độ an toàn nhất định đấy ạ. Đây, có đèn viền theo xe này. Trông không khác gì một chiếc xe thể thao đến từ các thương hiệu hạng sang phải không ạ? Với giá trị là 555 triệu nhá. Hiện tại thì chiếc Civic bản E 2018 chạy 4 vạn này. Màu đăng ký biển thành phố này. Em Quỳnh đang chào bán mức giá là 555 triệu. Anh em nào yêu Civic và mê tốc độ thì chắc chắn là không thể bỏ qua chiếc xe nhà em Quỳnh đâu. Lại là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ, Ford EcoSport phiên bản Titanium này. Ở trước này thì có các đối thủ trực tiếp cạnh tranh như là Hyundai Kona, Kia Seltos. Tuy nhiên thì với một chiếc xe mà có độ bề dày về lịch sử hình thành và phát triển phải không ạ? Và thứ hai là cái độ đầm của khung gầm ấy khiến em nó là gần cũng phải là những cái đối thủ cực kỳ nặng ký trong phân khúc này. Đây là phiên bản form mới nha, 2021 chạy 2 vạn này, xe đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng. Đấy, sử dụng nước sơn là màu đen này. Option trên xe thì có bộ áo da này. Đấy, bộ áo bọc ghế nhá, không phải là cái bộ ghế da đâu, áo da bọc thôi. Chúng ta có thể tháo ra và vệ sinh thường xuyên. Màn zin theo xe này. Trước này thì có cam hành trình tích hợp gương chiếu hậu này. Với động cơ là 1.5 nhá. 5 chỗ ngồi. Và đang được chào bán với mức giá là 575 triệu. Option của Ford EcoSport thì không được đánh giá cao. Thật sự là không được đánh giá cao đâu các bác ạ. Nhưng mà đối với cả một chiếc xe mà như này thì em thấy cũng đủ rồi. Có màn này, có loa này, cam hành trình này, bộ ghế da này. Đấy, nên là cũng đỡ hơn hẳn so với cả những chiếc xe mà không có gì. Trong này em tiếp tục có Kia Zondo, Mazda 3 Fairlit 2017 này và Kia Morning GT Line. Ngoài kia là con Xpander nhá. Xpander kia đang làm ngân hàng này. Cái dãy này xem nào. Hai xe nhà cọc rồi. Hiện tại trong cửa hàng nhà em thì ngoài tất cả những xe đang có sẵn ở đây thì em còn có một số xe đang lối đuôi nhau để dọn ở xưởng. Đấy, nhưng mà tất cả những xe về bày tại đây vì xe rất là đẹp và dọn vệ sinh rất là sạch sẽ cho mọi người rồi, nên mọi người yên tâm nhé. Đây, giới thiệu chiếc xe gần nhất đi. Lại là một chiếc xe dòng 5+2 có các đối thủ như là Xpander này, Suzuki Ertiga hay là XL7. Tuy nhiên thì khác hoàn toàn so với cả các mẫu xe khác là trước này thì sử dụng động cơ là 2.0 nhé. Kia Zondo GRT 2018 này chạy 55.000 km, có tích hợp là cam 360 này, cam lề này.
Đấy, nhưng mà độ thì chủ xe độ không khéo lắm nên là độ trông nó hơi lộ rồi. Nội thất là cái da màu ghi nhá, đăng ký biển tỉnh Tây Ninh và đang được chào bán với giá trị là 488 triệu tại Sài Gòn ca. Đây, Mazda 3 Fairlift này, con này thì khách đang muốn đổi chiếc Mazda 2 của anh ý sang chiếc này và đã đặt cọc tại Sài Gòn ca, thì bây giờ bên em đang vào phần chốt giá thôi, chốt deal thôi, tại vì xe của khách cũng rất là đẹp, chính chủ từ đầu từ 2016 đến bây giờ, và chiếc này nhà em thì 2017 này. Hôm qua bán cho anh ý là 480 triệu. Rất là may mắn là khách ở thành phố luôn nên là chỉ việc đóng thuế và sang tên cho khách thôi. Đấy, con này thì bỏ qua đi, nếu mà tí mà không vào việc thì em Quỳnh sẽ đăng tin là bán lại em nó. Đây, một chiếc Kia Morning City Line và cũng phải hạ giá trong thời điểm hiện tại. Thật sự là em Quỳnh không muốn hạ giá em nó đâu, nhưng mà một phần là do ảnh hưởng của hãng có những cái ưu đãi và giảm giá rất là sâu. Hồi trước Tết thì cũng bắt cầu được Morning đến á, Morning X-Line này, GT Line trắng 2021 này, X-Line 2022 này. Đấy, nhưng mà con này thì lại bị tồn đến thời điểm hiện tại thì lại không thể trôi được. Thời điểm đó là bán là 438 triệu nhưng mà hiện tại ấy, thì em Quỳnh chỉ mong muốn thu hồi vốn về với giá trị là 410 triệu trước này thôi. Xe chạy một vạn nhá, lốp là nguyên dàn theo xe, chạy chưa hết hai lốp, sơ cua đã hạ. Đấy, lốp sơn thì rất là đặc trưng này. Ở phiên bản này thì đến năm 2021 này mới có sử dụng lốp sơn màu xanh này này. Đấy, bác nào đi Morning thì biết này. Với một chiếc xe phân khúc hạng A, chắc chắn là không thể nói Morning là xe cỏ nữa rồi. Gương gập chỉnh điện, màn này, cam lùi này. Đấy, ghế da này, không còn ghế lỉ như hồi xưa nữa, và xe đăng ký biển thành phố. Nên là cũng tiện lợi cho các bác nào mà ở hộ khẩu Sài Gòn và Hà Nội. 410 triệu chiếc Kia Morning City Line này nhá. À, Xpander cứ bán rồi, xuống đây tiếp đây. Trong này thì con này cũng nhận cọc rồi, là X là 7. Thế là trong cửa hàng hiện tại là có 4 xe, 1, 2, 3, 4, 5 xe. 5 xe đã nhận cọc nhá. Nên là các bác có thể thấy là nhiều khách hàng mà đã tin tưởng Sài Gòn ca thì họ đa số là cọc online. Và sau đó họ chỉ cần xem ngày thôi. Bởi vì bên em khi mà bán ra thì bên em có cam kết là bảo hành bằng văn bản nhá. Nên là quý anh chị yên tâm, kể cả số km. Đối với cả tất cả những xe một đời chủ mà mua chính chủ từ dân ra là em Quỳnh cam kết cho bác là km chuẩn. Và đối với những xe mà hai chủ hoặc ba chủ thì bên em sẽ dựa vào trình độ chuyên môn của đội ngũ kỹ thuật bên Sài Gòn ca để đánh giá rằng là chất xe này đã đi bao nhiêu và km thực tế của nó bao nhiêu. Thậm chí là có những chiếc xe mua về chủ cũng đã tua lại là còn 5 vạn, 8 vạn, nhưng mà khi mà mua xe bọn em đánh giá luôn là chiếc này là đã can thiệp km và chạy ở ngoài 10 vạn. Đấy, nên là các bác yên tâm đi. Về những cái chế độ bảo hành bên Sài Gòn ca thì rất là rõ ràng, và mọi người có thể, em khuyến khích các bác là đi check test hãng cũng như là hay là gala toàn quốc để yên tâm khi mà giao một chiếc xe ra khỏi cửa hàng Sài Gòn ca là hai bên vui vẻ này. Đấy, rồi sau này là phải có đi có lại nữa chứ. Còn hai chiếc này là đây, bỏ qua câu chuyện ngoài lề đi, hai chiếc này em cũng muốn xả lỗ luôn. Đấy, mà hai chiếc đồng quân Kamansai có lẽ là không hợp mệnh nhà này lắm, mà mặc dù xe rất đẹp nha. Đây là chiếc, không biết các bác có nhìn rõ không, tại vì hai lớp sơn rất giống nhau này. Em Quỳnh đang đứng cạnh bên tay phải em Quỳnh ấy, là bên tay trái màn hình của các bác, Kia K3 phiên bản 1.6 Luxury 2022 này. Chiếc này thì chạy được 16.000 km nha, lốp nguyên dàn theo xe, sơ cua chưa hạ. So với cả các phiên bản tiền nhiệm và các đối thủ ở thời điểm hiện tại thì Kia K3 được đánh giá là một cái đối thủ rất là lặng ký. Thứ nhất là về thiết kế đã lột xác hoàn toàn. Thứ hai là về option của chiếc Kia thì từ xưa đến nay rồi Kia phải được coi là nhà, phải nói là tất cả những cái xe đến từ thương hiệu Kia đều full option phải không ạ? Đấy, và chiếc Kia K3 này không ngoại lệ này, 615 triệu. Đâu chà? Bán bao nhiêu nhỉ? Đầu tiên là ra giá lần 1 là 638. Không bán được, giá lần 2 là 615 và bây giờ mong muốn bán chiếc này là 600 triệu. Xả lỗ cho các bác này, xả kho thu hồi vốn. Con này rất là đẹp nhưng mà Kia K3 thì như tệp khách hàng mà đã hỏi thăm bên em Quỳnh thì Quỳnh đánh giá và lọc ra là Kia K3 màu trắng thì sẽ dễ bán hơn so với cả màu xanh Kamansai. Trước này thì có cửa sổ lock này, cruise control này, với ưu tiên có một điểm trừ nhá là phanh tay cơ. 600 triệu đến bây giờ mà sử dụng phanh tay cơ thì là cũng có phải lên trừ không các bác? Đấy, theo cá nhân của em Quỳnh là vậy. Xe thì đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng nhé. Tất cả các xe bên em thì em Quỳnh sẽ rút hồ sơ gốc.
để cho anh chị nhập vào tỉnh mình dễ dàng hơn và tặng bảo dưỡng lần đầu tiên. Đấy, nên là các bác yên tâm đi. Đây, và chiếc Mazda 3 này, Mazda 3 phiên bản Luxury nhá, Luxury 2021 này. Thiết kế của Mazda thì rất là đẹp và không hề mất đi được thời gian của các bạn đến thời điểm hiện tại này. Form dáng vẫn rất là truyền thống, một cái gì đó rất là đặc trưng của dòng Mazda. Đấy, ở phiên bản Luxury này thì có một số chi tiết không có khác biệt so với bản Premium này. Thứ nhất là hắt kính này, thứ hai là cửa sổ lóc. Đấy, phiên bản lại là phiên bản hai đầu nhá. Lần đầu tiên hết giá con này là 635 triệu nhưng mà đến thời điểm hiện tại ấy, thì do một số yếu tố khách quan này, thứ nhất là em nó đã đăng ký biển kinh doanh dịch vụ. Nhưng mà các bác phải hiểu rằng là biển kinh doanh dịch vụ thì em Quỳnh đổi một phát là sang biển trắng được ngay. Bởi vì xe này chạy được có mấy tháng dịch vụ mà chạy km chuẩn và bảo dưỡng đầy đủ lịch sử trong hãng là 13.000 km. 13.000 km nên là chất xe vẫn còn rất là mới này. Lốp là nguyên dàn trong xe này. Đấy, option thì có phanh tay điện tử này. Đấy, khác hẳn so với con K3 đúng không ạ? Nhưng mà chỉ với giá trị là 590 triệu thôi. 590 triệu bên em Quỳnh thì đã sở hữu được chiếc Mazda 3 này nhá. XL7 2021 đã nhận cọc. Anh xem nào. Đấy, với những chiếc xe mà màu xanh, màu vàng cát này, tại sao bên Sài Gòn Ca không hợp ta? Không biết là các bác có nhìn thấy em Quỳnh đang đứng cạnh chiếc xe gì không? Có lẽ là không bất ngờ khi mà em Quỳnh cứ hay đứng cạnh chiếc xe này, phải không ạ? Có rất nhiều khách hàng hỏi là tại sao video nào em Quỳnh cũng báo giá và xả lỗ con này. Nhưng mà thực sự bây giờ ấy, hồi thời điểm mà mua Kia Sedona phun dầu 2019 này là với giá trị là 970 triệu Kia Sedona phun dầu 2019, chạy 47.000 km, xe một chủ từ đầu, đăng ký biển tỉnh Tây Ninh. Và trước này thì chia sẻ thật với các bác là bên em đã trải nghiệm chiếc này trên cung đường xuyên Việt vào cuối năm ngoái nhá. Đấy, nên là các bác có thể thấy là chất xe đấy là mang xe cửa hàng ra đi test luôn cho các bác đấy ạ. Đấy, chạy Sài Gòn Hà Nội là 1.800 hai đầu là 3.600, chưa tính đi ra Hà Nội chơi phải đến 3.800 km trên chiếc xe này mà xe rất là lành. Và trước khi đi thì bên em đã kiểm tra dầu, lọc nhớt này, đấy, rồi bơm khí ga, điều hòa. Đấy, nhưng mà trước Tết thì em nó hot vậy thôi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì lại đang mong muốn xả lỗ gần 90 triệu với giá trị là con này thì đang được chào bán với mức giá là 930 triệu nhé. 930 triệu này, xe bản full thì có hai cửa sổ lóc này, điều hòa 3 vùng độc lập, ghế chỉnh điện cả ở ghế lái và ghế phụ, rất nhiều túi khí quanh xe và option của Kia để các bác biết rồi đấy. Phanh tay điện tử, cruise control, đàm thoại rảnh tay. Đấy, chỉnh điều hòa cả ba hàng ghế chủ động. Và xe rất là rộng, được coi mệnh danh là lữ hoàng trong phân khúc SUV phải không ạ? Và chỉ có 930 triệu thôi. Tất cả các giá mà em cùng leo trên ý, là cái giá mong muốn của cửa hàng. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể liên hệ và để lại comment để bên em cùng có thể liên hệ đến mọi người để tư vấn kỹ hơn nhé. Đây giới thiệu luôn một chiếc SUV cỡ lớn nữa này. Hôm nọ thì đã bán chiếc Chevrolet Trailblazer 1 cầu 2018. Và đứng cạnh em Quỳnh đây cũng là một chiếc Chevrolet Trailblazer. Tuy nhiên thì đây là phiên bản 2 cầu nhé, phiên bản cao cấp hơn này. Để nhận diện giữa phiên bản 2 cầu và 1 cầu của dòng này ấy, thì chúng ta có thể nhìn qua bộ mâm. Kể mà có con 2018 1 cầu thì em Quỳnh có thể so sánh trực tiếp luôn cho anh chị, để anh chị đỡ bỡ ngỡ. Nhưng mà cái dòng này có một điều là lái rất là thích, thương hiệu cũng mạnh luôn, nhưng mà rất mất giá. Thứ nhất là phụ kiện, phụ tùng thay bây giờ thì cũng có nhiều trên thị trường, nhưng mà giá mắc hơn so với cả các thương hiệu khác này. Và không còn đại lý chính hãng tại Việt Nam thì chúng ta có thể bảo hành bảo dưỡng trong các hãng như là Kia, Mazda hay là VinFast. Đấy, với chiếc này này được coi là khủng long nhập Mỹ đây. Nước sơn thì rất là đẹp. Đứng trong này thì không biết là mọi người có thể cảm nhận được cái độ bóng của nước sơn này không. Chạy 58.000. Em Quỳnh ngắm qua thì con này thì có lốp, có quả thì là lốp zin, có quả thì không phải lốp zin nhá. Và đang được chào bán với giá trị là 699 triệu thôi. Trước một cầu kia là bán là 655 triệu, thì trước này bán 699 triệu thôi. Mua được giá hợp lý. Đấy, thuận mua vừa bán cho các bác này. Bác nào cứ trả đến trên Sài Gòn Ca thì cứ trả giá thoải mái cho em. Trong này em lại có đầy Ortiga nữa này. Hai chiếc Hyundai Elantra, một chiếc Hyundai i10. Đây, giới thiệu nhanh cho các bác nha.
Đây, Honda City đây. Bên tay trái của em Quỳnh là bên tay phải màn hình của các bác đấy ạ. Ở Honda City Top 2019 nhá. Đấy, thời điểm năm ngoái á, không kể gì đâu xa cơ. Em bán chiếc Honda City Top 2019 với giá trị là 499 triệu mà biển thành phố, cực kỳ đẹp. Nhưng con này này, đấy, con này còn chạy ít hơn con năm ngoái mua này, 1,9 vạn này. Nhưng mà bây giờ, thứ nhất là cái màu này mua phải cái màu nó hơi kén khách một tí. Thứ hai là đăng ký bền tỉnh nữa. Nên là trước này thì mong muốn ra đi cho em nó là 475 triệu nhé, lại hạ giá lần hai. Xưa là 496 triệu, 480 triệu, 475 triệu. 475 triệu đấy, các bác có thể quan tâm đến sản phẩm bên Sài Gòn Ca. Trước này thì chưa được độ màn, có cam hành trình tích hợp gương chiếu hậu theo xe này. Đấy, lốp là nguyên dàn theo xe sơ cua chưa hạ. Em Quỳnh có lịch sử con này nhá, full lịch sử bảo dưỡng bảo hành trong hãng này, rất là đẹp. Tỉnh xe đăng ký bên tỉnh An Giang này. Đấy, rồi đến hai chiếc Hyundai Elantra đây. Chiếc Hyundai Elantra màu đen này này là phiên bản số sàn nhá, còn màu nâu là phiên bản số tự động form cũ. Con này là form mới này, 2019 này. Chạy 2,5 vạn xịn. Lốp là nguyên dàn theo xe số sàn nhá. Rất hiếm khi gặp được xe số sàn mà chạy ít như thế này. Bởi các bác cũng biết rồi đấy. Các bác nào mà đã từng làm trong nghề kinh doanh dịch vụ vận tải thì các bác biết rằng là xe số sàn là cái lựa chọn hàng đầu cho mọi người. Thứ nhất là tiết kiệm nhiên liệu này, đi đường trường cũng êm hơn đúng không? Đấy, với động cơ là 1.6 ở phiên bản số sàn này thì không có cửa sổ nóc nhá. Option trước này thì em Quỳnh ngắm qua thì vẫn chưa độ màn này, chưa có trải thảm sàn, chưa có cam hành trình. Nên là bác nào mà mua về bên Sài Gòn Ga thì bên Quỳnh sẽ hỗ trợ một phần nào chi phí để các bác về có thể lắp đầy đủ full đầu ngày luôn. Trước này thì đăng ký biển tỉnh Đồng Nai và với giá trị là 465 triệu Sài Gòn Ga nhé. Trong này lại đây, quay luôn trước Elantra này đi. Đây, chiếc Elantra màu nâu. Elantra số tự động 2017 nhá. Trước này thì chạy 48.000 km này. Tên công ty xuất hóa đơn. Nên là bác nào mà muốn về tên công ty thì cứ alo cho em Quỳnh để em Quỳnh xuất trực tiếp về công ty để ra tên thôi ạ. Ở phiên bản số tự động này thì có cửa sổ lock này. Đây là phiên bản 1.6 nhá. Elantra để có phiên bản 2.0 nữa. Nhưng mà chạy trong phố với dòng sedan này thì em nghĩ là chạy 1.6 là ok rồi. Và trước này thì cũng đăng ký biển thành phố rồi. Bác nào mà mệnh thổ như em Quỳnh này, rất là hợp với màu nâu cà phê này. Mà em Quỳnh lại không thích Elantra cho lắm vì nó hơi nghèo là option. Trước số tự động này thì Elantra số tự động 2017 chạy 48.000 này. Đang được chào bán với giá trị là 470 triệu. 475 triệu thì Sài Gòn Ca nhá. 475 triệu này. Đấy các bạn, em đã nói rồi nên là đây là những cái giá mà em Quỳnh đưa ra thôi. Còn chúng ta cứ phải đến với Sài Gòn Ca thuận mua vừa bán thì mới vui vẻ được. Đây, một chiếc xe cũng rất là giá rẻ và hợp lý nữa. Nhưng mà lại là chạy rất đẹp nha. Các bác có thể thấy là bên Sài Gòn Ca, các sản phẩm bên Sài Gòn Ca chúng em thì số km ít này, xe phải cọp thì mới mua. Còn sơn xi bên ngoài các bác biết rồi đấy, xe đã qua sử dụng thì không thể tránh khỏi những cái vết xước mà bên em Quỳnh phải xử lý đúng không ạ? Đứng cạnh em Quỳnh là chính là chiếc Hyundai Grand i10 một đầu nhá, phiên bản hatchback này, xe đăng ký biển tỉnh Đồng Nai cũng rất là ưng, 67070. Bác nào mà có nhu cầu giữ lại con biển này thì có thể em Quỳnh viết ủy quyền luôn cho các bác được. Hoặc là bác nào ở Đồng Nai ấy, chỉ vẫn đóng thuế và vẫn giữ nguyên biển này đi nhá. Với động cơ là 1.2 này, con này là bản đủ. Nội thất là ghế da Fanny. Rất là mới bởi vì chiếc xe này chạy có 2 vạn thôi. Lốp là cũng nguyên dàn theo xe. Nhưng mà có một cái điểm trừ mà em Quỳnh không thích ở các dòng Hyundai, tức là cái mùi da nó rất là khó chịu. Nên là phải vệ sinh mà cũng để như để túi khuếch tán hay túi thơm trong xe đấy. Với giá trị là 328 triệu nhá. 328 triệu Hyundai i10 số sàn 2019 chạy 2 vạn này. Và chiếc xe cuối cùng trong cửa hàng mà em Quỳnh muốn giới thiệu với các bác là chiếc Suzuki Ertiga 2020 này. Các bác phân biệt một chút nhé. Trước 2020 nhà em Quỳnh thì chạy 28.000 tương đương với 2,8 vạn. Trước 2021 thì chạy 6.000, tức là chưa tới 1 vạn đâu ạ. Đấy, đúng thì em Quỳnh đây là chiếc Suzuki Ertiga 2020 chạy 28.000 km, xe sản xuất năm 2020 và đăng ký lần đầu năm 2021 nhá. Xe cũng đăng ký biển phố rồi, nước sơn màu trắng, màu này rất là dễ tìm và rất nhiều khách hàng lựa chọn này, phù hợp với mọi người, là cái màu trung tính nhất. Nội thất của con này thì không đẹp bằng con 2021. Sử dụng thì 100% là ghế lỉ này, cũng chưa có cam hành trình và trải thảm sàn theo xe.
Lốp thì nguyên dàn theo xe sơ cua đã hạ nhá, bởi vì 28.000 thì chất lốp vẫn còn rất là đẹp. Ở trên 90% giá trị của lốp đấy. Đấy. Chiếc này thì bán với giá trị là 515 triệu nhá, bên em có hỗ trợ trả góp. Đối với chiếc này thì em Quỳnh tính ra là quý anh chị vay được 310 triệu so với cả mức định giá của ngân hàng đấy. Nên là bác nào mà có nhu cầu trả góp và tài chính khoảng bao nhiêu thì hãy cứ thoải mái nhắn tin em Quỳnh để em Quỳnh có thể hỗ trợ nhá. Đấy. Video ngày chủ nhật hôm nay thì em chỉ báo giá sơ qua thôi. Các bác có thể thấy là cũng khá là đa dạng dòng đời và sản phẩm bên Sài Gòn Car đúng không ạ? Từ Kia Morning này, Hyundai i10 này, cho đến những chiếc xe phân khúc tầm trung hay là phân khúc SUV cỡ lớn phải không ạ? Mọi người mà yêu quý em Quỳnh và yêu quý Sài Gòn Car thì cho em Quỳnh xin một nút đăng ký kênh Showroom Sài Gòn Car, like và follow em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay nữa nhá. Và cuối tuần thì cũng như lời chào ở đầu video, em Quỳnh xin gửi lời chúc đến tất cả quý anh chị và quý khách hàng của Sài Gòn Car có một cuối tuần thật là vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.